Sáng ngày chủ nhật thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cứ nhìn thấy ly xả là nhìn thấy ăn rồi đúng không? chuẩn bị đây làm quảng cáo ăn cho mọi người. ai cần ly xả quảng cáo ăn bây giờ? Ly xả quảng cáo nhá. Chào các bạn. Hôm nay cái đề tài của Lisa là Trung Quốc. Tại vì từ xưa đến nay á, nhìn thấy nhiều người, nghe thấy nhiều người ở bên này, ở hải ngoại đấy, suốt ngày á, nói là xui người Việt Nam là đứng lên để chống Trung Quốc, rồi nói là chưa Việt Nam sắp thành một cái tỉnh của Trung Quốc, rồi đủ các thứ trên cái cõi đời này. Thì Lisa mới nghĩ, Lisa bảo cái bọn ba que này nó sao nó ngu dốt mà nó hèn hạ thế không biết. Tại sao khi mà cộng sản chưa vào tới Sài Gòn á thì chúng nó tụt quần, chúng nó chạy mất tiêu hết rồi. Thì có những người, người ta chạy vì người ta sợ hãi quá, người ta làm những cái chuyện ở cái thời gian đó thì người ta sợ hãi, người ta nghe chúng nó đồn cộng sản vào sẽ tắm máu rồi này kia các thứ, nó làm ra như thế để cho người ta sợ, người ta sẽ chống lại cộng sản, những cái người mà được lợi trong cái chế độ đó. Thế đến 5-7 năm này nó chạy, nó tụt quần, nó chạy hết rồi. Thế thì khi mà nó sang đây á thì đến 79 Lisa có tìm hiểu thì là Việt Nam với Trung Quốc đánh nhau, ok? Thì chúng nó ở bên này, chúng nó reo hò lên, chúng nó vui mừng tại vì người, tại vì Trung Quốc đánh Việt Nam, chúng nó hả dạ, chúng nó nhảy lên, chúng nó vui mừng. Ngay cả những cái người Cộng Hòa, những cái người đi lính cũng đã nói rồi đấy, không phải riêng gì mình Lisa nói nhé. Nó reo mừng lên, nó vui mừng. Chứ đâu có cái thằng nào nó cầm cờ đến lãnh sự quán của Trung Quốc để nó biểu tình đâu, đúng không các bạn? Thế thì bây giờ nó biết rằng và nó hiểu rằng người dân Việt Nam rất là căm phẫn Trung Quốc. Cho nên nó dùng cái vào cái đó để nó kích động người Việt Nam trong nước mình,
để nổi loạn lên. Mỗi một khi mà có một cái gì đó để mà giống như là làm ăn ngoại giao hay bất cứ một cái thứ gì đấy thì nó châm chọc vào để cho chính người Việt Nam mình đổ cái bát cơm, cái bát gạo của mình xuống dưới đất, đúng không? Thì những cái đấy thì không cần đi sạp phải nói, các bạn đã hiểu rồi. Chúng nó kích động người Việt Nam là chống Trung Quốc như thế nào, mà trong khi đó năm 74 chính chúng nó là mất cái Trường Sa và Hoàng Sa, chúng nó bị thua như thế. Thì chúng nó co giò, chúng nó đầu hàng, chúng nó chạy hết rồi. Xong rồi bây giờ nó sang đây nó bảo là cái thời gian đó là Phạm Văn Đồng hay ai đó ký giấy là để cho cái Trung Quốc vào chiếm cái Hoàng Sa, mà trong khi Trung Quốc khi mà ký hiệp định năm 73 thì Mỹ nó rút về nước rồi gì, thì nó hứa với lại Việt Nam Cộng Hòa là nếu như Việt Việt Cộng sản mà đánh á, thì nó sẽ quay lại, nhưng mà nó đã bỏ rơi các anh ấy. Thì năm 74 á, thì Trung Quốc nó đánh vào thì Mỹ nó đâu có giúp đâu, đúng không? Nó chỉ cần một cái máy bay là nó mang đến, nó bỏ bom là Trung Quốc chạy vãi linh hồn ra, nhưng mà nó đâu có làm đâu, đúng không? Tại vì trước đó nó và Trung Quốc, Mỹ và Trung Quốc đã bắt tay nhau rồi, chúng nó đi thì thầm với nhau rồi, thì nó bỏ rơi cái miền Nam đó và nó để cho Trung Quốc nhảy vào để chiếm cái Hoàng Sa và Trường Sa đó. Sau sau đó sau năm 75 thì nó bắt tay làm ăn với Trung Quốc, đúng không? Đó, tất cả những cái bọn chống cộng ở bên hải ngoại không có đứa nào cầm cờ đi chống đối, nói là mày xâm chiếm Việt Nam hay là cái gì, bất cứ một cái gì, đúng không? Tất cả mọi người hãy hãy ngồi suy nghĩ lại, và kể cả những cái người sống ở hải ngoại này hàng mấy chục năm rồi đó, thử ngồi suy nghĩ lại, có bao giờ cái năm mà Trung Quốc nó sang đánh Việt Nam ấy, có bao giờ chúng nó kêu gọi mọi người cầm cờ vàng đi để đến lãnh sự quán để biểu tình không? Hay là đến cái thời điểm bây giờ bắt đầu nó mới kích động người dân khi mà Việt Nam mở cửa cho tất cả các nước đi vào làm ăn á, thì bắt đầu nó quay ra nó nói là Việt Nam phải chống 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 Trung Quốc, đúng không? Thế thì Nisa mới nói cho các bạn nghe những cái gì xảy ra ở bên hải ngoại này. Tại vì Tại vì Nisa cũng không muốn rằng một ngày nào đó các cháu của Nisa nó lớn lên rồi nó bị cái bọn ở bên này đấy nó nhồi nhồi sọ vào rồi nó nói linh tinh, cho nên là Lisa cần phải lên tiếng nói để cho những cái giới trẻ đấy chúng nó hiểu thêm rằng Trung Quốc ở bên này rất là nhiều, và có mỗi một cái thành phố lớn là đều có Trung Quốc. Rất là nhiều lần Lisa đã nhấn mạnh cái điều này, và hơn 30 năm, hơn 40 năm nay á, hàng của Trung Quốc tràn ngập thị trường, ai ai cũng phải dùng đồ Trung Quốc. Các bạn phải nên nhớ là như thế, tất cả thế giới này không có người nào nó không dùng đồ Trung Quốc. Lý do tại tại nó rẻ, người dân phải dùng thôi, và nó cho nhập vào cái đất nước này nó làm ăn với Trung Quốc thì tất nhiên là mọi người phải dùng đồ Trung Quốc chứ, lấy đâu ra mà tiền, đâu ra mà dùng 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 đồ ở bên này, đúng không? Những cái đồ á, tùy từng người, người ta có nhiều tiền người ta mua những cái đồ hàng hiệu hay là cái gì đấy, cái đấy gọi là hàng hiệu đó, đúng không? Rồi á, Trung Quốc nói thẳng ra một câu á, Mỹ làm sao mà lại được với Trung Quốc? Bây giờ Mỹ vừa mới ra một cái ví dụ như là một cái iPhone hay một cái gì đó, Trung Quốc nó mua luôn cái đấy về, nó mua một cái về nó mở ra nó tết 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 tết, nó copy copy thế nào nó sản xuất ra hàng mấy ngàn tỷ cái, nó bán khắp thế giới, thì làm sao lại rẻ hơn, lại nhanh hơn, đúng không? Thì làm sao mà Mỹ mà lại được với nó, mà bây giờ đang lỡ tiền nó như chúa trộm ấy, làm sao mà dám cọ quậy với nó, chỉ được cái to mồm mà dọa linh tinh thôi. Bây giờ đang 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 chơi Mỹ Trung Quốc, Mỹ đang chơi Trung Quốc về về kinh tế này kia cái thứ, nó đâu có sợ đâu,
người dân của nó đông, hàng hóa của nó lại rẻ. Chứ đi xã hỏi mọi người là bây giờ mình có tiền để mình, kể cả những người sống đang sống ở hải ngoại, có tiền để dùng đồ của của những cái nước này không, đúng không? Làm đổ mồ hôi sôi nước mắt ra dám dùng không? Trừ những cái người buôn bán hay nên sao không nói, nhưng những người bình dân này thử vào trong nhà mình tự tìm xem có những cái gì không phải của Trung Quốc ấy, à, có những cái gì của Trung Quốc đáp ra ngoài đường đi. Nếu mà các vị thực sự mà nghĩ rằng chống Trung Quốc, đáp ra ngoài đường đi, chỉ được cái nói phét thôi đó. Rồi á, Nisa xả nói cho các bạn biết là chúng nó cứ suốt ngày chúng nó khoe khoe mới lại so sánh cái nước Việt Nam mới lại Mỹ mới lại Úc mới lại những cái nước nào. Các bạn nên nhớ rằng á, ngay như cái Hồng Kông kia, chúng nó nếu mà nói về xe đấy, so sánh đấy, thì bây giờ Nisa nói cho các bạn nghe, Nisa đã từng ở Hồng Kông rồi, đã từng sang Singapore rồi. Trời ơi, người dân người ta không phải là tuyệt vời như là mọi người nghĩ đâu. Ở Hồng Kông á, nhà rất là đắt, ở như là một cái chuồng á, như cái chuồng gà. Trong một cái phòng á, ngày xưa nên xả sang đấy, một cái gia đình á, sống cái nhà bé tí mà ngăn ra hàng mấy phòng á, xong rồi cho cái bà già vào mướn á, bà già vào mướn và thuê ở trong cái phòng đấy á, chỉ được cái phòng đấy đi ra cái bếp và cái toilet thôi, chứ còn nó không được phép ngồi ở phòng khách của cái nhà người ta, mà trong cái phòng chỉ có rộng hơn một cái giường một tí thôi. Mọi người nên nhớ như thế, mà ông công á, sống rất là khổ, nếu mà không 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 giàu có thì rất là khổ. Dù sao nữa ở Việt Nam á, đất còn rộng á, còn còn nhảy còn chơi được á, những người nghèo ở Hồng Kông rất là khổ, nên nhớ như vậy. Còn ở Singapore á, hả, Lisa cũng đã từng trên này nói rồi, Lisa đã phỏng vấn luôn cái bác ngồi bác bán mấy chục tuổi rồi, 60 70 tuổi ngồi bán nước ở ngoài đường á. Bà bảo chứ à, mình cũng hỏi vui thôi, mình chỉ bảo chứ ồ sao bác già mà bác vẫn khỏe nhỉ, đi buôn bán thế này. Bà bảo chứ không 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 đi làm mà lấy cái gì mà sống. Xong rồi lên sao hỏi thế, ủa thế bác không có trợ cấp à, không có chính phủ cho à? Xong rồi bà bảo chứ chờ đến chính phủ cho thì mình chết rồi, già cả rồi, không có tiền, ví dụ bệnh tật đi vào bệnh viện không có tiền là chết. Ủa thế chính phủ không cho à? Chờ được chính phủ cho thì mình cũng chết rồi. Thế xong rồi Lê xã hỏi chứ chết, ủa thế con cho con cái bác đâu, không giúp à? Bà bảo chứ chúng nó còn giúp cho chúng nó còn chưa xong, lấy đâu ra giúp cho mình, thì mình phải đi mình làm mình kiếm thêm chứ đó. Mà Lê xã thấy đặc biệt những cái người già ở Singapore họ rất là healthy, là sao, là rất là khỏe mạnh, ít người mập lắm, ít người béo lắm, tại vì cuộc sống người ta rất là phải năng động, phải hoạt động ấy. Người ta phải đi làm này kia các thứ đấy, chứ đâu có phải là như mọi người tưởng là ôi rồi Singapore sướng lắm cái này cái kia. Không phải đâu, chỉ sướng cho những cái người người ta này chịu khó làm ăn thôi, chứ không ở cái nước nào mà nó ngồi chơi mà được xơi nước đâu. Như giả nói thật đấy, sang Hồng Kông á, cái luật của Hồng Kông á, mình mà vứt rác xuống đường này nó phạt cho hàng bao nhiêu ngàn đấy. Các bạn xem phim đó các bạn đã biết rồi ấy, đúng không? Mà đường xá nó chật chội, vào những cái khu giống như ổ chuột đó, những cái nhà rồi ôi nó bé tí tẹo ở teo, mà một cái gia đình á mấy phòng mà phải ngăn ra xong rồi á chen chúc vào để cho người ta thuê, mà nhà rất là đắt. Mà cái thời gian đó là năm đó là mười mấy năm về trước, 20 năm về trước, nên giờ có quay lại Hồng Kông chơi thì á, một cái nhà thôi bán đi có thể mua được hai cái nhà bên Úc này ở cái thời điểm đó. Còn bây giờ thì Lê Sà không biết, Lê Sà nghĩ rằng bây giờ á, còn đắt hơn, tại vì á, Trung Quốc người ta sang đấy người ta mua rất là nhiều đó, cái Hồng Kông bé tí như thế thôi. Nhưng cái mà Lê Sà muốn nói là nó cũng đâu có khác gì Sài Gòn mấy này
cái thời ngày xưa là Sài Gòn với lại miền Bắc là ngăn đôi đâu, đúng không? Tại vì cái như sáng nghe một vài người nói chuyện ấy, là cái thời xa xưa đó, là cái ông vua đó, khi mà Anh Quốc nó sang nó đánh Trung Quốc á, thì nó tìm tìm cái cách để nó mua chuộc cái ông vua đó, thì cuối cùng ông vua kia ông phải ký giấy, ông mới cho cái đảo giống như là cho thuê, hay là cho kiểu như nếu như là mà không làm như thế thì bọn Anh Quốc nó sẽ kéo quân đến nó đánh, hiểu không? Thì cái ông vua này ông ký cho là cái Hồng Kông đấy là bao nhiêu năm á, đại khái vậy. Nhưng mà lên sàn lên tìm hiểu thì hơn 100 năm. Thì đến cái ngày đó phải trao trả lại cho Trung Quốc. Thì cái đảo đó là của Trung Quốc. Thì nó có cái hiệp định như thế, giống như là hiệp định Geneva của Pháp với Việt Nam đó. Thì người ta rất là công bằng, người ta đúng đến cái ngày ngày đấy năm 70 năm 97. Cậu năm năm 97 thì Hồng Kông phải trao trả lại cho Trung Quốc. Thì đấy, như là những cái video như xà xe lên đấy, không mất một tiếng súng nào mà người ta rất chấp hành cái đó, đi vào đó rồi làm một cái lễ rất là trịnh trọng để hạ cái lá cờ Anh Quốc xuống, rồi đưa cái lá cờ của Trung Quốc lên. Người dân ở Hồng Kông đâu có biểu tình đâu, đúng không? Cái ngày đó họ cũng có quyền, họ cũng có thể nói là ồ tôi không thích dân cộng sản. Mà mặc dù Lê Sà biết là Hồng Kông, dân Hồng Kông cũng không thích dân Trung Quốc. Dân nhưng bởi vì cái sự hiểu biết của người ta rất là cao, họ phải chấp nhận, tại vì cái luật pháp nó là như vậy, cho nên cái sự hiểu biết của người ta rất là cao, cho nên người ta không có biểu tình như những cái ông bà que xỏ lá về này. Cho nên các bạn thấy không, rồi đến bây giờ ở Hồng Kông đấy, cái cờ của Trung Quốc và cái cờ của Hồng Kông á, vẫn hai lá cờ vẫn song song với nhau đó, thì vẫn được được treo lên đó, tại vì cái đấy người ta chấp hành cái luật pháp của những hai cái nước người ta ký kết với nhau. Thì Lisa hỏi mấy cái người ba quen là nếu như cái trường hợp Việt Nam đó là ký kết hiệp định, ok, đến 2 năm sau, năm 40, 54, năm mười mấy à, thì sao không nhớ, nhưng mà đại khái là ký kết lần đầu tiên là 2 năm sau sẽ bầu cử toàn quốc. Rồi nếu như mà ai mà thắng, ví dụ bên Cộng hòa thắng thì bên Cộng hòa lãnh đạo toàn quốc, mà bên Cộng sản thắng thì bên Cộng sản nắm quyền toàn quốc. Thế nhưng mà cái bọn Mỹ mới lại bọn Việt Nam Cộng hòa nó xé cái hiệp định đó, đúng không? Và một cái điều Lisa muốn nhấn mạnh là trước đó năm 40 năm à, ngày mùng 2 tháng 9 Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập. Có nghĩa là đất nước Việt Nam đã hoàn toàn thuộc về Việt Nam rồi. Thì lúc đấy cái Việt Nam Cộng hòa đã ra đời đâu, đúng không? Đã ra đời đâu. Thì cái đất nước Việt Nam đã thuộc về Cộng sản rồi, đã thuộc về về người xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi. Thì tại sao lý do gì còn cãi cái gì nữa? Rồi đến đến khi mà người Việt mình á bị bọn Pháp và bọn Mỹ ép, cho nên phải dồn mình vào cái nước là phải ngăn đôi cái đất nước đó ra, để hai tạm thời ngăn ra để 2 năm sau biểu tình toàn quốc. Nhưng Hồ Chí Minh đã biết được cái ý đồ của chúng nó, cho nên bắt buộc phải làm như vậy để giảm thiểu tối đa sự chết chóc của người dân đi. Tại vì lý do tại sao lúc đấy mình vừa mới thống nhất xong thì tất cả những cái quân đội này kia các thứ chưa đủ mạnh để đấu tranh lại với chúng nó. Nếu như mà mình mà không chịu nghe lời chúng nó đấy thì mình không thể nào đánh lại được chúng nó. Cho nên bắt buộc lúc đấy phải ký tạm thời, ký để 2 năm để ổn định lại quân lực rồi súng đạn rồi này kia các thứ, vị thế rồi này kia các thứ thì mới đánh lại được chúng nó, đúng không? Thì Lisa nói thế.
Thì so sánh ra các bạn thử thấy xem là cái Hồng Kông với lại cái Sài Gòn nó khác gì nhau đâu, khác gì nhau đâu. Vậy mà đâu có, các ông các bà 40 mấy năm nay rồi cứ thế là cầm cờ lên để biểu tình này kia các thứ. Tại sao dân ở Hồng Kông họ không làm vậy? Tại vì họ họ quá, cái sự hiểu biết của người ta rất là cao. Ngay cả những cái người đi buôn rau, đi bán rau thôi, người ta cũng còn biết chơi 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 cái gì nhỉ, chơi share đấy, chơi về chứng khoán đó. Cho nên là Lisa cảm thấy rằng dân Hồng Kông người ta rất là hiểu biết, mà tại sao những cái người sống ở bên này hàng hơn 40 năm nay rồi mà không tiếp thu được, không học hỏi được một cái gì hết, mà suốt ngày cầm cờ ra để mà biểu tình này biểu tình kia. Ngay như cái chuyện mà đe dọa người này người kia đó, đe dọa ngay chính bản thân Lisa này, ôi tao chúng tao sẽ kiện mày rồi đến nhà mày rồi này kia các thứ, rồi kiện để đuổi mày về Việt Nam hơn gần 2 năm nay rồi, mấy năm nay rồi, các vị đã làm được cái gì chưa? Đó, cái đó là cái bằng chứng cho mọi người thấy rằng một cái lũ băng đảng cộng đồng lừa đảo nó ở chỗ nào. Những cái người mà cứ tin tưởng vào cái bọn nó lừa đảo ở đây ấy, thử suy nghĩ xem có đúng không. Chúng nó nói là những ai mà theo cộng sản này, chống đối lại cộng đồng rồi là rồi là làm cái gì làm gì ở đây, chúng nó sẽ kiện rồi này kia các thứ rồi đuổi về Việt Nam, đã làm được chưa? Cái đó là cái bằng chứng đấy, mọi người nhìn thấy rõ ràng chưa? Cái bằng chứng rõ ràng đấy mà tại sao các người còn gào lên kêu kêu người Việt Nam làm cái này làm cái kia cho các người để các người kiếm tiền à. Mà trong khi đó Trung Quốc ở đây tràn lan ra, các vị đã chống được chưa? Không lẽ Trung Quốc nó sang đây nó chiếm Úc à? Không lẽ nó sang chiếm Canada, cái chiếm Mỹ à? Tràn lan ở bên bên Úc, bên Mỹ này. Đây là hiệp định ngừng bắn thôi, sau 2 năm, năm 56 thì bầu cử. Nhưng Pháp nó thành lập bọn ngụy quyền nên bọn ngụy tưởng đấy là quốc gia độc lập, nhưng đâu phải, nếu Việt Nam độc lập thì từ năm 45. Yeah, đúng rồi, năm 45 mình đã độc lập rồi, đã có cái nước của mình rồi. Đúng không? Rõ ràng là như vậy rồi. Cái bọn Việt Nam Cộng Hòa ấy thành lập năm nào? Đúng không? Chúng nó làm gì có cái chân gì ở trong đấy. Độc lập, Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 rồi. Cả toàn cả cái đất dài Việt Nam từ mũi Cà Mau đến địa đồng đóng móng cái à? Đã là của Việt Nam rồi, chúng nó làm gì có cái dây mơ dễ mái gì, chẳng qua là bọn Mỹ với bọn Pháp nó lập lên cái bọn Cộng Hòa đấy giống như là một cái bình phong để che đậy cái thế giới này, để cho mình có cái lý do để mình nhảy vào Việt Nam thôi. Lý do là chúng tôi là đồng minh của cái chế độ này, để nhảy vào Việt Nam để lấy cái lý do để che cái bình phong che đậy, giống như là treo đầu heo bán thịt chó cái kiểu vậy đấy. Cũng giống như là cái thời gian mà nó muốn đem bom vào trong ra ngoài miền Bắc chúng nó thả, thì không lẽ tự tự nhiên mang bom đến để thả, hiểu không? Chúng nó phải làm ra, bọn Mỹ nó phải phải đóng một cái mà vở kịch là nó cái tàu của nó chạy gần đến cái biên giới miền miền Bắc đó, xong rồi bị miền Bắc đánh nó, thế là nó lấy lý do đó để nó mang bom vào, nó thả vào trong miền Bắc. Nhưng thực sự đâu có cái chuyện đấy đâu. Như nào đợt vừa rồi Syria ấy phải không, nó giờ nó cũng lấy lý do là cái gì bị giải độc à, rồi nó nhảy vào nó cái đấy thì Ninh Dạ sao không rõ lắm, nhưng mà đọc ở trên những cái đấy là Ninh Dạ quá thừa hiểu rồi. Trước khi nó làm một cái gì ở cái đất nước nào ấy thì nó phải kiếm cái bằng chứng, nó phải kiếm cái cớ ra để nó cho là cái nước đấy thế này, cái nước đấy thế kia, nào là chứa bom nguyên tử rồi là cái bom hạt nhân rồi cái gì đó, để nó lấy lý do để nó nhảy vào cái đất nước đấy nó đánh.
Thực ra cái này nó Nisa hiểu quá rồi, nó nhiều lắm rồi, ngay cả hai cái tầng lợ, cái tòa tháp, cái tòa nhà ở Mỹ ấy. Không, về sau này Nisa đọc được ở trên trên mạng ấy. Là hai cái tòa nhà đấy á, khi mà người ta xây lên á, những cái kiến trúc sư á, người ta đã nghiên cứu ra là chẳng may có máy bay đâm vào á. Người ta đã có cái đấy rồi, người ta đã có cái đấy rồi phòng rồi, không có lý do nào mà một cái máy bay đâm vào mà cả cái tòa nhà nó sụp xuống, rất là vô lý. Lisa không phải là cái gì Lisa cũng nghĩ thế, ví dụ như nó đâm nó chỉ bị ở cái trên cái góc đấy thôi, không có lý nào nó tụt từ ở dưới nền móng mà nó tụt xuống cả hai cái tòa nhà đó, đúng không? Nó nói nó khủng bố, nó lấy máy bay nó đâm vào cái tòa nhà đó. Bullshit. Người ta tìm ra rồi đó, người ta nói là bố láo. Cái đấy chỉ là một cái làm ra như thế để mà lấy lý do để mà đi sang xâm chiếm đất nước của người ta thôi. Bọn ấy nó dã man lắm. Mà Lisa nói là cái bọn ba que, cái kẻ thù của nó không phải cộng sản, kẻ thù của nó phải là Mỹ mới đúng, đúng không? Khi mà Mỹ nó lập nên cái chế độ đó thì nó đã tung tiền vào, nó đã phát lương cho các vị để các vị đánh đánh đúng giết người Việt Nam, đúng không? Nó cho tiền, nó viện trợ đủ từ đầu đến chân, không thiếu một cái gì, đúng không? Các vị đi đôi giày cũng là của nó, mặc bộ quân phục cũng là của nó, cái mũ cũng là của nó, có cái gì của các người làm ra đâu, đúng không? Các vị ăn của nó từ trên đầu xuống dưới 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 chân, đâu có cái gì của các vị đâu. Hả? Rồi á, đến khi mà nó hứa với các vị thế này, nó hứa với các vị thế kia, cuối cùng á, cộng sản đánh thì nó chạy mất rồi, nó rút quân về, đúng không? Rồi á, nó hứa nó quay lại khi mà cộng sản đánh, nó có quay lại đâu. Rồi nó để cho Trung Quốc á, ngang nhiên vào chiếm hai cái đảo đó, các vị có nhìn ra được không? Mà cứ mấy mấy chục năm nay á, sang hải ngoại rồi cứ ta về ra về ta đây hiểu biết này kia các thứ mà không hiểu một cái thứ gì hết. Ngay như cái chuyện là ngay như cái chuyện là nói là Việt Cộng nằm vùng với lại cộng sản phá rối cộng đồng với này này kia rồi đuổi đuổi người ta về Việt Nam rồi trục xuất về Việt Nam. Cái đấy đã là một cái ngu dốt chưa từng có mà các vị không thèm học. Các vị có cảm thấy rằng các vị bất tài không? Bất tài như thế thì làm sao mà dân Việt Nam ở Việt Nam tin tưởng được các người? Các người đã là một cái quân chạy bỏ của chạy đánh người rồi, sợ cộng sản chạy cái phía rồi. Bây giờ lại còn quay lại xui người Việt Nam chúng tôi là phải phải đánh Trung Quốc này kia các thứ. Bây giờ lên Lisa nói cho mọi người biết về cái vụ Trung Quốc. Lisa cảm thấy rằng Việt Nam á, chính quyền Việt Nam rất là thông minh, rất là hay. Trung Quốc thì lúc nào nó mấy ngàn năm nay rồi chứ không phải là bây giờ. Mấy ngàn năm trước là nó đã đô hộ cả ngàn năm rồi. Cái văn hóa cái gì á, người Việt Nam mình cũng giống như exactly như của Trung Quốc rồi, đúng không? Ăn cũng ăn cơm này rồi á, Tết tư này kia các thứ đều giống nhau hết. Và hơn nữa ở bên này á, người ta gọi là Chinese New Year chứ không phải nói Việt Nam New Year, ok? Nhưng tại sao cái bọn cờ ba que sao không không đi theo Mỹ để ăn ăn cái Tết của Mỹ đi mà lại đi theo Trung Quốc để ăn chúc mừng cái Happy New Year, cái gì Chinese New Year, đúng không? Chinese New Year là Chinese là cộng sản mà, đúng không? Việt Nam cũng ăn ăn Tết theo như thế mà, tất cả mọi chính cái bản thân người Việt Nam mình á, nó hoàn toàn là cái phong tục tập quán rồi cái ăn uống này này kia các thứ bị đô hộ Trung Quốc, nó đô hộ mình đã trở thành giống cái phong tục tập quán y xì như Trung Quốc rồi, chẳng có khác cái gì cả. Cho nên đừng chửi. Bây giờ Trung Quốc nó là một nước quê.
Ông chị đi ông Mango. ok sorry con nó nói lát nữa nó đi nằm đấy. Phương Nguyễn không ngủ đi em. Ủa mấy giờ rồi Phương Nguyễn ở bên kia? Chào. Năm bia. Năm năm bia. Uống năm chai bia phải không? Đấy chính là bán nước đấy. Đến nút tụt hết quần áo mà chạy. Thực ra nên Sở nói với các bạn, với các em, các cháu ở Việt Nam là chúng nó chỉ làm ra như thế để chúng nó kiếm tiền ở bên này thôi. Mới được có một cái. Theo Lý Sàng nghĩ đấy, từ xưa đến nay chúng nó đều một cái hội á, nhóm á, nó đều có một cái bọn mà chuyên môn làm ra như thế để tung tiền vào cho nó. Cái bọn Việt Tân là có bọn Mỹ đứng đằng sau đó ngày xưa, nhưng mà chính bọn Mỹ lại lại cũng làm cho chúng nó sập, là ra cái bộ phim gì khủng bố ở Little Sài Gòn cái gì đó. Lại chính chúng nó làm ra. Lisa thử hỏi năm ông nhà báo ấy, ông ấy chết vì sao? Mà bị khủng bố rồi đốt rồi bắn rồi này kia các thứ. Mà tại sao một cái nước Mỹ nó rất là giỏi về về tìm điều tra này kia các thứ, tại sao nó không tìm ra được thủ phạm giết năm ông nhà báo đó? Đó. Cho dù nó không tìm được ra thủ phạm đi, nếu như cái cộng đồng Việt Nam đó mà đồng lòng, sao không tìm được cái nhân quyền cho năm ông nhà báo đó? Đó. Tại sao lại giết ông như thế? Mà trong khi đó những cái người sống ở hải ngoại, những cái người mà nói là luôn luôn đòi nhân quyền đó, tại sao không đòi hỏi nhân quyền cho người ta, quên những cái chuyện cộng sản này kia các thứ đi? Mà thực sự nếu như mà các ông ấy có chống cộng này kia các thứ đi chăng nữa thì cũng phải có lý do, cũng phải ra tòa, cũng phải này kia mới kết tội được chứ. Tại sao các người không có đòi hỏi được cái nhân quyền cho năm ông nhà báo đó? Lý do tại sao ông chết, đúng không? Nhưng mà các người đâu có làm đâu, tại vì á, các người đã những cái người, những cái bọn mà nó cầm bọn Việt Tân này kia các thứ á, nó đã ngậm họng rồi, nó đã đớp rồi, nó có cái bộ phận đằng sau chúng nó rồi. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Lại chính bọn Mỹ giết chết cái bọn 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 Việt Tân đó chứ còn gì nữa, đúng không? Nó ra cái bộ phim gì ấy khủng bố Little Sài Gòn ấy. Tại sao mấy năm trước nó không đi tìm hiểu, bây giờ Mỹ mới lại Việt Nam chơi với nhau, bắt đầu nó quay ra nó đánh luôn bọn Việt Tân luôn, nó ra cái bộ phim đấy, đúng không? Mọi người, cho nên là các em các cháu, cái chính trị này nó không phải là đơn giản như mọi người nghĩ đâu, đúng không? Tại sao Lisa dám nói nên tại cái chuyện này? Tại vì bây giờ Việt Tân nó đã sập rồi. Mỹ và Việt Nam, Úc, Việt Nam nó liên kết với nhau, làm ăn hợp tác với nhau rồi, cho nên Lisa không có sợ những cái chuyện đó. Nhưng mà trước đây á, mà nói ra những điều này á, nó rất là nguy hiểm. Tại vì cái thời đó, nếu cái năm cái ông nhà báo đó, ông muốn nói ra cái sự thật nhưng mà ông nói không đúng cái thời điểm, tại vì đằng sau nó có một cái thế lực rồi, cho nên khi ông mới nói ra những cái đấy, nó có ảnh hưởng rất là nhiều đến cái nền kinh tế của Mỹ, cho nên ông bị thủ tiêu cũng như là Diệm thôi. Cái gì không có lợi cho Mỹ là nó phẹt à? Đúng không? Rồi những cái người mà tại sao tổng thống, thủ tướng ở cộng sản đâu có ai bắn chết đâu, tại sao á, những cái thằng tổng thống á, cứ bị nó thủ tiêu thôi, lý do tại sao vậy, đúng không? Đi đâu cũng phải á, hàng bao nhiêu xe rồi máy bay rồi những cái bảo vệ rồi á, security rồi á, đủ các thứ trên cõi đời này rất là tinh vi, rồi chó rồi gì bảo vệ một ông tổng thống. Tại sao tổng thống được mọi người yêu quý mà làm sao đi đến đâu cũng sợ chết rồi? Đúng không?
đó là một cái đa đảng nó như vậy á. Thằng nó muốn phải thằng kia là như vậy đó. Đó, mày lên tao muốn mày xuống thì tao phải thuê người tao phạt mày. Đúng không? Đa đảng nó là như vậy mà. Ở ông này cũng có một thằng muốn làm cái gì đấy, như hôm nọ bác gì bác cũng nói đó, trên Sydney á, người Việt á cũng giết chết một người một ông nghị viên hay cái gì đấy của thành phố đó ở trên Sydney, bắn ông chết, ông cái gì men à. Hôm nọ nên sao cũng xem đó, cũng chỉ vì địa vị thôi mà thủ tiêu nhau đó, đa đảng đó. Rồi các bạn thử thử suy nghĩ xem, nếu một ngày nào đó mà Việt Nam đa đảng, muốn đa đảng thì đa đảng thì người ta phải có tiền, những cái người có tiền bắt đầu mới bỏ ra để kêu gọi mọi người ủng hộ cho mình. Ví dụ như sao muốn làm một cái bà thủ tướng chẳng hạn, hay là lên một cái chức gì á, như sao phải có tiền, như sao đi, như sao mua thuê người đi rồi này kia các thứ để tăng ni xà lên, để giống như là kêu gọi mọi người ủng hộ cho ni xà, đúng không? Thì, hoặc là đến ve vuốt cái cộng đồng kia, ô tao sẽ làm cho chúng mày nhân quyền, rồi tao sẽ giúp chúng mày chống lại cộng sản, rồi. Thì những cái người đấy người ta sẽ theo ni xà. Nếu mà mình không có tiền thì mình lấy đâu ra tiền để mình làm những cái chuyện đấy. Thì bây giờ ví dụ như đất nước Việt Nam mà nó bỏ cho bây giờ đa đảng á, bọn nước ngoài nó nhảy vào nó thuê người này thuê người kia rồi nó loạn xì ngầu lên. Lý xả nói thật chỉ mấy phút thôi là Việt Nam tan tành. Đó là cái mục đích của chúng nó. Ở bên này chúng nó muốn Việt Nam đa đảng là như vậy, để chúng nó nhảy vào. Đúng không? Nó không làm nhưng mà nó đứng đằng sau những cái người đó để nó đến bây giờ chưa đa đảng mà nó còn gửi tiền về nó làm cho bọn dân oan ấy. Đấy. Dân oan bây giờ ta trở thành dân đi cấp cứu rồi. Lý sao xem nhiều clip lắm. Bây giờ này nên là nói là cái gì, nhà cầm quyền cái gì không cho những cái người đi cấp cứu gì đấy. Bây giờ trời ơi nó diễn dở e, diễn dở dễ sợ luôn, tại vì một cái thôi còn được, ở đây rầm rộ ra là toàn người đi cấp cứu bị cảnh sát hít lại. Mỹ Trung giờ đây mở cửa với chính ta rồi, nhưng chúng nó không bao giờ bỏ ý đồ đánh chiếm nước mình. Đánh chiếm thì bây giờ nó không đánh được đâu, tại vì đâu có đơn giản chiếm một đất nước cái thời buổi này với Liên Hợp Quốc để làm cái gì, đúng không? Người ta lập Liên Hợp Quốc ra để làm gì? Việt Nam mình đâu có phải đi xâm chiếm Trung Quốc đâu, mà Trung Quốc có cái quyền gì mà đi vào chiếm nước mình, đâu có đơn giản như vậy đâu. Tại sao mà Việt Nam phải mở cửa cho tất cả Mỹ rồi này kia các thứ vào? Tại vì á, mình là nước nhỏ bé, nó giống như thế này này, ví dụ như là Lisa phải 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 tìm đồng minh chứ. Bây giờ có một cái thằng nào nó cái thằng đàn anh này nó bắt nạt Lisa chẳng hạn, thì Lisa phải đi tìm một cái thằng nào nó phải ngang hàng với cái thằng này để mình chơi với cái người kia. Thì cái thằng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam ở giữa mà bây giờ mình phải chơi với cả Trung Quốc, chơi với cả Mỹ, thì thằng Mỹ với lại thằng Trung Quốc nó đang gườm nhau, mà nó đang gườm nhau rồi mình ở giữa mình chơi với quan hệ với cả hai thằng nó đều có lợi với mình, thì không bao giờ nó để mất mình hết. Trung Quốc nó cũng không để mất Việt Nam cho Mỹ, mà Mỹ cũng không thể là để cho Việt Nam mất với tàu được, cho nên hai thằng nó phải hóa ra mình ở giữa là ăn. Giống như là có cái câu là gì, trâu bò húc nhau rồi muỗi chết cái gì làm sao, rồi muỗi làm sao. Thì đại khái là hai thằng đàn anh nó gườm nhau, nó chơi với nhau, nó muốn đánh nhau thôi, còn Việt Nam mình cứ ở giữa cứ thế mà thoải mái thôi, không phải lo gì hết, đúng không? Hai thằng kia nó Việt Nam mình ở một cái địa thế rất là thuận lợi, cho nên nước nào nó cũng muốn chiếm Việt Nam chứ không riêng gì Trung Quốc đâu. Các bạn nên nhớ như vậy.
không là Pháp, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, đúng không? Thằng nào cũng muốn nhảy vào Việt Nam hết, tại vì cái địa điểm đó nó rất là tốt cho thế giới, là cửa ngõ của thế giới mà. Cho nên mà hơn nữa Liên Xô, Trung Quốc nó cũng sợ Liên Xô, mà Liên Xô á, Trung Quốc nó đòi Việt Nam là không được ký lại giấy là không được cho Liên Xô vào trong đó, để giống như là một cái trạm để nhập dầu hay cái gì đó. Đại khái là khi mà Trung Quốc mới mà Mỹ mà đánh nhau á, thì nó cái đường bay của nó phải ghé qua Việt Nam để nó tiếp nhiên liệu chẳng hạn như thế. Nếu mà đánh nhau uýnh nhau mà Việt Nam không cho Liên Xô nó dừng ở đó đấy, thì Liên Xô nó cũng không không đánh được Mỹ. Cho nên là Việt Nam cũng không chịu ký cái lệnh là không cho Trung Quốc ghé, à không cho Liên Xô ghé vào Việt Nam. Cho nên Việt Nam khôn lắm, các bạn yên tâm đi, đừng có nghĩ là Trung Quốc mà ăn được Việt Nam đâu. Việt Nam khôn lắm, rất là giống như là một cô gái ấy, rất là ẻo lả, anh nào em cũng chơi hết anh nào em cũng cũng nhẹ nhàng hết, không có làm mất lòng anh nào hết chị thấy Liên Hợp Quốc vừa rồi đấy, nó cho đánh Syria đâu, thế mà nó còn đánh đấy. Giờ chúng nó có tiền nó bất chấp hết đấy chị, giờ chỉ cần Nam Bắc Triều Tiên đánh nhau là Trung Quốc nó cũng làm liều ngay. Không, cái thằng Mỹ nó là một cái chân ở trong Liên Hợp Quốc mà, thì nó lấy cái lý do là nó đi bảo vệ cho những cái nước đấy, nó giống như cảnh sát đó, giống như là nó bảo cái nước này nó làm những cái chuyện này không có nhân quyền thì tao đến tao đập nó, thì nó phải làm ra như thế thôi. Nhưng mà thực sự đâu có như cái chuyện như vậy đâu đấy. Thế cho nên là lý do tại sao mà từ trước tới nay mà nó phải làm những cái chuyện mà ngay cả như là nó nhảy vào một cái nước nào ấy, nó cũng phải dựng lên một cái chính quyền đó, để cái chính quyền đó là nó control, nó chỉ huy cái chính quyền đó làm theo cái ý của nó, các bạn hiểu không? Cái đó là trên cái phương diện hợp pháp. Chứ nó nói nó đâu có Mỹ, nó nói nó đâu có xâm chiếm Việt Nam đâu, nó chỉ là đồng minh của cái bọn Việt Nam Cộng Hòa thôi. Nhưng thực tế đồng minh cái gì, đồng minh cái gì mà từ cái đôi giày cho đến cái mũ á, là cũng tiền của Mỹ bỏ ra. Đến lúc lấy giả xem mấy xem cái gì cái gì mà duyệt binh á của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì Lê Sả thấy mấy cái người Mỹ á, nó mới comment xuống dưới là cái tiền đấy là tiền của chúng tao đấy nó chửi, tại vì tiền thuế của dân Mỹ nó đóng để mà mua cho bọn Việt Nam Cộng Hòa từng cái đôi giày một. Cái gì mà cái đấy nó chỉ là che mắt của cái giống như nó xâm chiếm một cách hợp pháp thôi. Chứ thực sự cái bọn Việt Nam Cộng Hòa có cái gì, từ cái thằng Diệm cho thằng gì thằng gì thằng gì ấy, cũng là do bọn Mỹ nó dựng nên, bọn Pháp bọn Tàu cái gì nó cũng dựng nên hết, chứ làm gì có, chúng nó làm gì có cái gì, cái tâm cũng không có, đúng không? Đó, Mỹ nó vừa mới bỏ ra, nó vừa mới rút quân về nước một cái 2 tháng sau là thua cho Cộng sản. Cộng sản chưa vào đến Sài Gòn đã chạy con bà đi hết rồi. May á là Cộng sản á, họ ngừng tấn công vào vào trong Sài Gòn 1 tiếng hay 2 tiếng thì sao quên rồi, để làm gì, để cho các vị ấy có thời gian để bám càng chạy đi, chứ nếu không á, không ngừng lại á, 1 tiếng 2 tiếng ấy thì các vị ấy chết rồi, không có kịp mà tụt quần nữa đâu. Sĩ diện đã chạy đi rồi, xong bây giờ lại quay lại xui cái dân Việt Nam là làm cái chuyện này làm cái chuyện kia, sao chúng mày không ở luôn Việt Nam ấy, chúng mày làm vùng như Việt Nam, như như Cộng sản, như là Việt Cộng ngày xưa đó, sang đây ngồi xong mày không có trợ cấp mà ăn ấy, thì đợi đấy mà có sức mà vác cờ lắm chuyện.
Nói với bọn em muốn chửi. Đúng không? Mọi người từng nghĩ xem. Nisa đi. Nisa cũng cảm ơn chúng nó. Nếu như mà chúng nó không chống thì Nisa cũng chẳng để ý đến cái chuyện lịch sử về chiến tranh Việt Nam đâu. Đúng không? Số vũ khí mà Mỹ chạy xuống Việt Nam gấp mấy lần cả vũ khí chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ nhì. Cái bom nó bỏ xuống gần gấp đôi cái bom mà thả ở trong cái thời chiến tranh thế giới thứ hai được chúng ta, nhưng nó để lại cho chúng ta một đống đổ nát rồi. Xong mày Lê Sà không có tin là cái bọn Việt Nam Cộng Hòa không có mang 16 tấn vàng đi. Nếu mà không mang đi thì cái thời gian mà bị Cộng sản đánh á, chúng nó bảo chúng nó không có tiền để không có nâng, tiền để mua vũ khí này kia các thứ, thế 16 tấn vàng để làm gì? Hả? Làm sắt à? Vô lý. Tài sản của quốc gia để làm gì? Để mà khi mà gặp hoạn nạn thì mình phải lấy ra để mình ví dụ như là cho dân mua gạo cho dân hay nào, bất cứ một cái gì, mua súng mua đạn để bảo vệ cái đất nước đấy. Nhưng mà chúng nó lại bảo là chúng nó không có tiền. Thế 16 tấn vàng hết để làm cái gì? Chúng nó không mang con bà nó đi rồi ấy, thì làm gì có chuyện để đấy để nhìn à? Bảo vệ đất nước hay là bảo vệ 16 tấn vàng? Vô lý, Lý Sa cảm thấy rất là vô lý mà cái bọn đấy nó tham lam như thế mà nó không mang đi á, không tuồn đi á. Xong nghe giảng nghe thấy thằng cái gì Nguyễn Văn Thiệu nói chứ, nếu tôi mà mang đi còn có người này người kia, rồi người này người kia mình là tổng thống cho nó mấy mấy cục ấy, là nó mở mẹ nó khóa ra rồi ngay cho chứ gì nữa, nó bê đi hộ cho nữa. Thế mà cũng bị lừa. Vô lý. Nói thật ấy, ngay ngay như mình thôi, mình đặt đĩa về mình có tiền mình còn chạy được thì tại sao mình không mang tiền đi? Mình đâu có biết là tương lai nó là cái gì đâu, ngày mai mình chạy sang cái nước đấy có cái chuyện gì đâu, mình phải phân tán cái tài sản đi chứ. Đâu ngu vậy đúng không? Là một thằng tổng thống không nên sao không có tin nó ngu đến mức mà nó bỏ 16 tấn vàng để nó lên máy bay nó chạy. Đúng không? Nên sao biết rằng nó rất nhiều người người Việt Nam Cộng Hòa cũng không tin, cho nên mới ra cái câu hỏi đó với cái thằng tổng thống đó. Đúng không? Nó sang đây ví dụ như là nó được đi sang đi chăng nữa thì nó cũng chỉ nhờ vào cái đất Mỹ hay cái đất nơi nào mà nó tới thôi đúng không? Thì nó phải nghĩ rằng không biết được chuyện gì xảy ra cho mình á. Mình nghĩ ra mình cũng phải mang không 16 tấn thì cũng phải 10 tấn, còn 5 tấn này. Còn 6 tấn này phải chia cho mỗi thằng một một cục á. Không, xin lỗi đi, yêu nước gì cái loại bọn đó. Bọn ngu cả lũ bà que sọ não. Đúng rồi. Yêu cái gì? Chúng nó nếu mà yêu thì chúng nó đã ở lại. Ok, ngay cả cái bọn bị tù cải tạo đấy. Nếu mà mình thực sự mà yêu nước cái nằm vùng đi. Nằm vùng rồi hoạt động rồi này kia ngoan ngoãn. Cứ giả vờ ngoan ngoãn với Cộng sản đi. Xong rồi ra xong bắt đầu nằm vùng rồi kết nối rồi này kia cái thứ. Nhưng chúng nó đâu có làm được như Cộng sản đâu. Thấy không? Rồi đi sang hải ngoại xong là lại nghe cái bọn ở nước ngoài xong lại bơm tiền cho chúng nó, chỉ là những cái người như vậy thôi, thì đi đến đâu nó cũng như vậy thôi, nó được bơm tiền cho từ xưa rồi, từng cái đôi giày cho đến cái mũ nó đội rồi, thì đến khi nó ra là hải ngoại thì nó làm sao nó lại không tiếp tục nó làm được những cái chuyện đó đúng không? Tất cả là đều có người đứng sau chúng nó hết à các bạn. Cho nên là những cái người các em các cháu ở Việt Nam á, nó mà làm mà ăn đi, mà học hành đi. Nếu thực sự mà mình mà muốn thay đổi đất nước hay là gì, mình bỏ tâm mà mình học, mình cái gì nó cũng có cái giá cả, đúng không? Không phải cứ ngồi đấy mà hò mà hét là cái gì nó cũng thay đổi cả. Mình thực sự mình nghĩ rằng là mình muốn thay đổi đất nước, mình học lên nên mình vào những cái chân nọ chân kia ấy, từ từ mà trèo lên đúng không?
chứ làm gì có một bước lên đến trời được. Cho nên là Lý Sáu muốn lên tiếng á, để cho các em các cháu một phần nào hiểu được cái cuộc sống ở bên này. Chúng nó không phải như mọi người nghĩ đâu. Trung Quốc ở đây đầy nè. Đi ra ngoài đường á, đi Lý Sáu, Lý Sáu không muốn là cầm cái máy quay lung tung chỗ này chỗ kia. Các bạn hiểu không? Tại vì ở bên Úc này á, như ngày xưa Lý Sáu đi học á, muốn đi học về giống như là về cái gọi là gì, tiếp xúc với khách hàng này kia các thứ đấy, thì cái lớp Lý Sáu đấy cũng đi vào một cái siêu thị để xem từng cái giá cả lại kia các thứ. Thì trước khi đi vào đó, đó thì mình phải xin phép cái chủ cái siêu thị đó, và nó phát cho mình một cái giấy, mình một cái card mình đeo ở cổ này, để mình đi mình so sánh cái mình viết cái những cái giá tiền rồi những cái gì đó, chứ không phải là cứ khơi khơi mình đi vào đấy mình cầm phone mình quay này kia các thứ. Nhiều người cũng làm như vậy, nhưng mà theo Lisa thấy rằng là đi vào những chỗ đấy là phải như vậy. Lý do tại sao? Tại vì người ta không, những cái người buôn bán người ta không thích cho mình đi ra mình ấy những cái tuy rằng ở ngoài nó có cái giá cả rồi đấy, nhưng mà mình cũng không được phép làm những cái chuyện đấy, tại vì cái chuyện buôn bán của người ta, cái giá cả người ta không muốn cho người khác đánh vào mà, hiểu không? Cho nên là khi mà lớp học của Lisa đi vào đấy để quay phim, à không phải quay phim mà đi vào ấy để xem những cái giá cả này kia cái thứ, người ta cũng phải xin phép đàng hoàng mới được vào đó. Thế cho nên là Lê Sảo không muốn, chứ nếu không á, Lê Sảo cứ cầm cái máy, Lê Sảo đi từng cái shop một, đi từng cái siêu thị, từng cái chỗ một buôn bán ở đây á, để Lê Sảo quay đó, thì Lê Sảo cho các bạn biết hầu như là 80% á là những cái cơ sở buôn bán của người Trung Quốc ấy. Chứ nếu không nên sao đi vào đấy, nên sao cầm phone hay là cái gì đó, nên sao nói chuyện với người ta bằng tiếng Trung Quốc cho các bạn xem, để cho các bạn hiểu rằng ở bên này Trung Quốc nó nhiều như thế nào, đúng không? Cho nên là Việt Nam bây giờ ở ngay sát cạnh biên giới ở Trung Quốc, thì Trung Quốc người ta ra sang, người ta đi đi lại lại, người ta buôn bán đấy là cái chuyện bình thường, giống như là Mã Lai với lại Singapore đó. Singapore, người Singapore, tiền của Singapore ngang với tiền Úc nhé, mà tiền của Úc này là gấp 3 tiền của Singapore, à quên, Mã Lai. Thì cái biên giới của Singapore đó với lại Mã Lai đó là người Singapore toàn những là đi sang đó để đi chợ để mua đồ của Mã Lai, tại vì nó rẻ, người ta cứ đi đi về về không có cần phải mua mua cái gì, không có cần phải có cái gì nhỉ, visa thị thực đó. Thì cứ đi, nó chỉ ngang qua một cái cầu thôi, thì mình cứ đi qua đấy người ta kiểm tra rồi người ta cho mình qua. Ngày xưa Lisa cũng đi xe bát từ Singapore sang Mã Lai, xong lại từ Mã Lai đi về Singapore, thì cái tiền, hai cái tiền mua vé đó nó ngang với nhau, nhưng mà cái tiền của Mã Lai á là tiền Singapore gấp 3 lần tiền Mã Lai đó. Cho nên người ta cứ sang đấy người ta buôn bán rồi nhiều người Mã Lai cũng chạy sang bên Singapore để đi làm đó. Nó đơn giản như vậy thôi, tại Trung Quốc, biên giới Trung Quốc với Việt Nam thì cũng vậy thôi, nó càng sang nhiều thì mình buôn bán càng nhiều càng tốt chứ làm sao, có cái gì đâu. Còn cái chuyện á, người người chính phủ của Trung Quốc nó muốn chiếm Việt Nam, chứ người dân thật sự Ni Xà thấy, Ni Xà quen biết và biết rất là nhiều cái phong tục tập quán, hay là quen biết rất là nhiều người Trung Quốc, người ta đâu có ghét người Việt Nam đâu, có nghĩa là không có thù hận, nhưng là người mình thù người ta, cứ nhìn thấy người ta là bắt đầu chửi bới này kia các thứ, cái đấy đâu có tốt đâu, mất lịch sự đúng không? Mà Lisa nói cho các bạn nghe là ngày xưa những cái người vượt vượt biên á, đi Hồng Kông á, rất là nhiều người được người Trung Quốc người ta giúp đỡ, ngay như cái thuyền của Lisa này. Cái thuyền của Lisa đó là tránh bão, là đi vào trong Trung Quốc xong rồi vào đó người ta lại cho thêm gạo, thêm rau, thêm nước,
người ta tiếp tế thêm cho, xong rồi người ta tìm cả người phiên dịch xuống để nói chuyện với mình, xong người ta lại cho mình đi tiếp sang Hồng Kông. Đó, rất là nhiều người được người ta giúp đỡ chứ đâu có phải là như mình nghĩ đâu. Còn cái chuyện những giữa cái ông chính phủ ấy, thì ông muốn đấu đá nhau là đấy là cái chuyện của các ông ấy. Còn cái chuyện mình làm ăn buôn bán ngoại giao với nhau nó là khác. Cái dân Trung Quốc với dân mình nó cũng giống nhau thôi, cũng chẳng khác cái gì cả. Các bạn thấy không? Cũng ăn cơm, cũng cái ngày Tết cũng thế, cũng giỗ, cũng này kia, cũng bái rồi này kia, các thứ không khác một cái gì hết. Ngay như là tiếng nói cũng vậy, cũng rất là nhiều thứ giống người Trung Quốc. Cái văn của mình là văn của Trung Quốc mà. Nghĩ sao nói cho các bạn nghe là chúng nó lấy cái tên là cái gì? Quốc, người Việt quốc gia hải ngoại. Quốc gia là gì? Là tiếng của Trung Quốc đó. Cọc cá. Cọc là quốc. Cá là gia. Quốc gia. Cọc cá. Đó. Đó. Cái đó là tiếng Trung Quốc đó. Chứ không phải tiếng Việt Nam đâu. Nó dịch ra vậy thôi, nó lấy theo cái văn của Trung Quốc đó. Rất là nhiều thứ mà Lê Sả thấy là người miền Nam dùng rất là nhiều tiếng Trung Quốc, nên là các bạn đứng nghe bọn ba que xỏ lá suốt ngày nói là Trung Quốc này kia cái thứ, Trung Quốc là ở đây nó làm cho những cái nước này rất là nhiều lợi nhuận đấy, nó có cái làng của Trung Quốc mà, cho nên là nó làm rất là nhiều tiền thuế này kia, nó buôn bán rất là sầm uất. Ngày xưa Nisa ở Hải Phòng cũng có một cái thành phố gọi là phố Trung Quốc á. Rồi đến khi á, đuổi Trung Quốc về một cái, tất cả những cái món ăn của Trung Quốc á, không ai biết làm hết. Không người Việt Nam biết làm hết. Đó. Đi một cái là người ta kéo theo hết những cái đồ ăn của họ. Mình đâu có biết đâu. Đó. Mà thời mà họ đã ở Việt Nam á, nào đủ thứ rồi rất là ngon đúng không? Ngay cái phố Trung Quốc, nhà Lý Sả ngay phố Trung Quốc luôn, đủ các thứ luôn, đến khi người ta đi về hết là không còn một cái gì hết, ngay như bánh đúc tàu cũng không ai biết làm nữa. Đúng không? Cách làm không phải là mình chỉ hấp lên như thế đâu, người ta làm ngon lắm. À, ngày xưa ở Việt Nam là có cái phố Trung Quốc như thế, nó rất là sầm uất mà rất là nhiều thứ bán, mà nói ngay nha, như là ở Việt Nam gọi là ba tàu ở đâu. Những cái người sang đây buôn bán hầu như là người Việt gốc Hoa hết. Họ là người Việt gốc Hoa hết. Tại vì Lê Sà vào quán nào ấy nói tiếng Quảng ấy, họ cũng biết nghe hết. Đó. Thì mọi người thử thử tự suy nghĩ ra là nhiều ngày xưa ở, ở miền Nam ấy nhiều tàu hay là bây ở đâu nhiều tàu. Nói toàn nó phải có lý một tí người ta mới nghe được chứ. Ok. Tào lao nhỉ. Nói nhiều lắm mà chưa ăn miếng nào ấy. Thôi nhá. Hẹn gặp các bạn lần sau. Nếu sao muốn nói lại nên nói nữa. Bây giờ tạm ngưng ở đây để Nếu sao ăn. Đúng là ba que sọ não toàn đi lừa những người hải ngoại thiếu hiểu biết. Đúng là như vậy đấy. Ngay như là các vị ấy, sống ở đây mấy chục năm rồi đấy, nói là những cái người nào mà làm rối loạn cộng đồng rồi kiện rồi thế này thế kia, con đi xà này, cộng sản đây, ngồi lù lù đây, kiện đi, đuổi đi, có phải là lừa đảo không, bịp bợm không? Nếu mà thằng nào chống cộng ở hải ngoại ở Úc này này nói là kiện là cái ai mà là cộng sản rồi quấy rối cộng đồng hay cái gì hết thì kiện đi. Kiện đi mà đuổi con này về này, cộng sản thế này. Thích Hồ Chí Minh, thích cộng sản thế này, xong kiện đi để cho mà những cái người người ta tin chứ. Đó mới là sự thật. Toàn bịp bợm lừa đảo thôi để cho người ta hiểu. Mấy cái đứa nó đe dọa ly xá nó đâu có biết gì về luật pháp đâu. Cho nên nó mới làm những cái chuyện như vậy, vì nó bị cái bọn lãnh đạo ấy nó nhồi sọ mất rồi. Cho nên nó cứ nghĩ là như thế là luật pháp ở cái đất Úc này. Nó mới làm như vậy ấy, mới lại như là bác Nội Minh ấy. Nếu chúng nó hiểu là chúng nó đâu dám làm những chuyện như vậy đâu. Đúng không? Như ở bên Mỹ mà làm như thế nó cắt trợ cấp luôn, nó đách cho nữa, còn chết nữa. Đúng không?
toàn lừa đảo thôi. Cho nên là những cái các em các cháu ở Việt Nam á, đừng có tin tưởng chúng nó rồi làm những cái chuyện bậy bạ, ăn được vài đồng của nó cũng phải mở ra mất hết tương lai. Nên sao cũng không muốn cho những cái đứa cháu của Nisa ở Việt Nam á, chẳng may nó đi ra ngoài đường nó bị tiêm nhiễm những cái chuyện như thế có phải ra làm sao. Mình không muốn những cái chuyện này xảy ra, đúng không? Ok, ăn kẹo đói nói rồi không đói rồi ok bye bye nhá, hẹn gặp các bạn lần sau, bye bye.